Mẹ Trong này mẹ có một cây vàng. Sau khi mẹ mất đi, hai anh em chia nhau mỗi người 5 chỉ nhá. Mẹ Vân là con gái, mẹ đưa cho con cầm, con nữa chia cho anh một nửa. Mẹ ơi, mẹ phải sống lâu hơn mới gặp bọn con chứ mẹ. Mẹ cứ yên tâm, anh em con tự bảo ban nhau được mẹ ạ. Mẹ đã giao số vàng này cho em. Bây giờ mẹ đã mất được 100 ngày. Em giao số vàng này cho em Trọng. Đã nói như thế rồi, cô giữ lấy 5 chỉ, 5 chỉ vợ chồng anh giữ. Em xin ạ. Cho em cái bật lửa cái. Sao thế? Nhanh lên. Cái gì này? Anh nhìn đây này. Chuyển màu đen gì gì luôn. Sao? Giấy ạ. Vâng giả ạ. Thế này là thế nào Vân? Em không biết. Từ ngày mẹ giao vàng cho em không động vào ạ. Sao vàng thật lại thành vàng giả thế này? Ôi, cô không biết thì ai biết? Em không biết thật mà. Mày tham lam quá đấy Vân ạ. Anh Trọng, mày không sợ trời quật à? Từ ngày mẹ ốm, mày suốt ngày sang đây. Tao tưởng mày là một đứa con có hiếu. Ai ngờ mày sang đây mày lấy lòng mẹ. Thì bây giờ mày định tráo cái bằng giả thế này à? Em không làm như thế. Tao mà phải đổi cái ai cho mày à? Sự thật đủ đủ thế này rồi, tao không tiếc gì mày cả. Vì mày là em tao. Nhưng cái hành động tráo vàng của mày ngày hôm nay là định cắt đứt tình máu mủ ruột thịt của tao với mày. Tao thật xấu hổ khi có một đứa em như mày. Anh Trọng! Thôi, cô cũng biết tính anh cô rồi, thông cảm cho anh cô. Nhưng mà ấy, làm người ấy, thì đừng có tham quá. Cô biết điều thì cô đổi về 5 chỉ vàng thật, mới mong anh cô nói chuyện lại được với cô. Để bên ngoài mà biết được thì tai tiếng lắm. Thôi, tiền bà để ở đâu? Vàng bà để ở đâu? Ốm đau bệnh tật, ăn dầm nằm dề, vợ chồng con trai phục vụ hết ngày này tháng khác. Bây giờ bà không nói, đến lúc chết rồi, vợ chúng tôi biết đâu mà tìm. Chấm dứt ở đây thì tốt hơn. Anh ơi, anh ơi.